Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 31 tháng 12, chương trình thời sự cuối cùng của năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Vượt qua những khó khăn thách thức nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân, trong năm 2023, Sơn La đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai tổ chức phiên họp thứ 31 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024. Niềm vui đón năm mới 2024 với nhiều kỳ vọng tốt đẹp hơn. Sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, năm 2023 khép lại, chúng ta bước sang năm mới 2024. Và trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, sự tập trung chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực sáng tạo của các cấp, các ngành và nhân dân, các dân tộc trong tỉnh, Sơn La đã vươn lên, giành được nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra. Và trong ngày cuối cùng của năm 2023, chúng ta hãy cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm qua. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng trưởng dương so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.250 tỷ đồng, hoàn thành dự toán Trung ương giao. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển với tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra đạt 84.160 ha, sản lượng đạt trên 455.000 tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị tiêu thụ đạt 4.540 tỷ đồng. Tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm đạt 31.388 ha, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Có trên 20.000 ha cây cà phê Arabica, sản lượng đạt trên 215.000 tấn quả tươi. Giá trị ước đạt trên 2.570 tỷ đồng. 27 sản phẩm mang địa danh của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ, tăng 3 sản phẩm so với năm 2022. 5 vùng trồng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng 3 vùng so với năm 2022. 280 chuỗi cung ứng thực phẩm, thủy sản an toàn, tăng 39 chuỗi so với năm 2022. Hoạt động thương mại dịch vụ được đẩy mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 30.800 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 186,8 triệu đô la Mỹ, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực du lịch tăng trưởng mạnh, tổng số lượng khách du lịch đến Sơn La ước đạt 4,5 triệu lượt người, tăng 41% so với năm trước. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 58,2% so với năm trước. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu lần thứ hai được vinh danh là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á và thế giới. Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục được quan tâm phát triển, tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, giảm dần ngành công nghiệp khai khoáng, tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, đưa vào vận hành nhà máy chế biến cà phê Sơn La, nhà máy phân bón sông Lam Tây Bắc, dây chuyền chế biến trà Cắc Ra của công ty cổ phần Phúc Sinh. Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động an toàn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phủ kín quy hoạch phân khu đô thị trên quy hoạch chung. Chuẩn bị đầu tư dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu đoạn qua tỉnh Sơn La. Cảng hàng không Nà Sản đã được đưa vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công tác xúc tiến hỗ trợ thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực, đã cấp mới chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 17.507 tỷ đồng. Trong đó có các dự án phát triển đô thị hiện đại quy mô lớn như dự án khu dân cư dịch vụ cửa ngõ huyện Mộc Châu, dự án khu dân cư dịch vụ du lịch Đồi Chè. Doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm phát triển.
Toàn tỉnh hiện có 3.462 doanh nghiệp tăng 8,6% và 994 hợp tác xã tăng 12,95% so với năm 2022. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa chính trị quan trọng, đặc biệt là lễ hội cà phê Arabica lần thứ nhất năm 2023, gắn với các hoạt động kỷ niệm 128 năm thành lập tỉnh Sơn La và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Sơn La. Ngày hội du lịch văn hóa, điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Tuần văn hóa du lịch Tây Bắc tại tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tổ chức sự kiện du lịch sắc màu Sơn La Tây Bắc trong tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc. Nhiều vận động viên của tỉnh đạt thành tích cao tại các giải đấu khu vực và quốc tế, trong đó có một huy chương vàng, một huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, hai huy chương đồng tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 19, hai huy chương vàng tại Giải vô địch Pencak Silat Châu Á lần thứ 7 năm 2023. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,68%, tăng 0,08 điểm phần trăm so với năm 2022. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,41%, vượt 1,25 điểm phần trăm so với kế hoạch. Năm 2023 đã hỗ trợ xóa 1.438 nhà ở tạm với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, hoàn thành việc hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại 8 huyện thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững, bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội diễn ra tại tỉnh. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại 3 huyện, thành phố, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 2 huyện đảm bảo an toàn tuyệt đối, diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn khu dân cư năm 2023. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, phát hiện xử lý 1.386 vụ, 1.815 đối tượng phạm tội về ma túy. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 14,93% so với năm 2022. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 99,63%. Ban hành và triển khai thực hiện đề án chuyển hóa xây dựng xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị chính đáng của nhân dân. Quan hệ hợp tác quốc tế được duy trì, phát triển, nhất là với 9 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong năm 2023 đã tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về tăng gia sản xuất cho cán bộ quân đội nhân dân Lào. Ban hành đề án đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và ban hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương. Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Tổ chức thành công hội thi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên các xã phường thị trấn, hội thi cán bộ văn phòng cấp ủy giỏi tỉnh Sơn La lần thứ nhất, đã thực hiện sáp nhập 107 bản thành 51 bản thuộc 36 xã. Sau sáp nhập, tỉnh còn 2.247 bản tiểu khu, tổ dân phố, giảm 56 bản so với năm 2022. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh hoạt động bài bản, nền nếp và hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ 15, Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đại hội của một số hội quần chúng. Các đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh.
Vâng, những kết quả mà tỉnh Sơn La đạt được trong năm 2023 cùng với những dự báo lạc quan về kinh tế của đất nước cũng như những vận hội mới tạo cho tỉnh Sơn La một tâm thế mới với niềm tin tưởng, hy vọng vào một năm mới với nhiều kỳ vọng vươn lên, giành được nhiều thành tích cao hơn. Thưa quý vị, Huyện ủy Yên Châu vừa tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Trung tâm Chính trị huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, Trung tâm Chính trị huyện Yên Châu đã bám sát chương trình công tác, kịp thời tham mưu Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, tổ chức 8 cuộc kiểm tra giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo trong phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Năm 2024, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy Yên Châu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tập trung thực hiện các đề án theo chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện, tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong tháng 12 năm 2023, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai tiếp tục ổn định và có bước phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây là những đánh giá được đưa ra tại phiên họp thứ 31 Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 11 xã trên địa bàn huyện. Cùng với đó, kinh tế được duy trì phát triển, tổng thu ngân sách trong tháng đạt hơn 86,2 tỷ đồng, lũy kế đạt hơn 748,7 tỷ đồng, đạt 136,07% chỉ tiêu kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và bằng 33,9% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ đạo chăm sóc bảo vệ hơn 1.900 hectare cây ăn quả, 225 hectare cây cà phê, 733,7 hectare cây cao su, 26 hectare chè, hướng dẫn nhân dân chủ động, giống, gieo trồng cây vụ đông, đảm bảo đúng thời vụ và đảm bảo tốt các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi. Chỉ đạo hai xã, Triềng Bằng, Triềng Khoang, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Với kinh nghiệm nhiều năm trong phát triển cây thanh long ruột đỏ tại Sơn La, hợp tác xã Ngọc Hoàng, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn luôn đặt chất lượng sản phẩm là yếu tố hàng đầu trong suốt quá trình sản xuất, thu hái, bảo quản cũng như đóng gói sản phẩm. Hợp tác xã đã chính thức tiếp cận với thị trường xuất khẩu từ năm 2016. Đến nay, trái thanh long của hợp tác xã ngày càng đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu. Gia đình bà Vũ Thị Kim Ngân ở tiểu khu Thành Công, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn rất phấn khởi khi năm nay hơn 2 hectare thanh long của gia đình bà thu về gần 70 tấn quả. Trong đó có 10 tấn thanh long ruột đỏ được hợp tác xã Ngọc Hoàng xuất sang thị trường các nước EU. Tôi rất là phấn khởi khi mà gia đình tôi được tham gia vào hợp tác xã Ngọc Hoàng, thì thường xuyên được đi tập huấn về cách thức trồng thanh long. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu, hợp tác xã Ngọc Hoàng hiện đang tập trung phát triển vùng nguyên liệu 200 hectare tại các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Yên Châu và Mộc Châu. Toàn bộ diện tích thanh long đều được áp dụng quy trình sản xuất sạch theo hướng hữu cơ, VGAP, Global GAP. Định hướng của tác xã tới thì như vậy là đẩy mạnh là công tác tuyên truyền vận động bà con làm là theo hướng hữu cơ triệt để được là xuất khẩu. Hiện nay hợp tác xã Ngọc Hoàng đang liên kết với các công ty xuất nhập khẩu uy tín trong nước để giới thiệu sản phẩm đến các thị trường quốc tế. Khách ở nước ngoài họ rất thích quả thanh long ở Sơn La. Tức là cái độ ngọt của nó rất là cao, độ đường ở trong quả rất là cao. Sau 7 năm có mặt trên thị trường xuất khẩu, sản phẩm thanh long ruột đỏ của hợp tác xã Ngọc Hoàng đã chinh phục được những thị trường khó tính như Pháp, Italia, Hà Lan, Nga, Nhật Bản, góp phần nâng cao giá trị quả thanh long ruột đỏ, đồng thời khẳng định thương hiệu và chất lượng nông sản Sơn La trên thị trường quốc tế. Những nội dung thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về chuyển đổi số,
chuyển đổi số đã và đang hòa nhập tích cực vào cuộc sống của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh. Giờ đây thì người dân để thực hiện các thủ tục hành chính thì không phải đến tận cơ quan chuyên môn, đi chợ thì không cần phải dùng tiền mặt, khám bệnh thì được tư vấn từ xa. Đây là một trong những tiện ích lớn lao khi thực hiện công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân đi chợ sẽ dễ dàng thanh toán không cần dùng tiền mặt, hay ngồi tại nhà cũng có thể đi chợ từ xa. Cuộc sống thực đang song hành với cuộc sống số, mà ở đó công nghệ thông tin hỗ trợ cuộc sống của con người ngày một tốt hơn. Bây giờ người dân đi chợ rất là thuận tiện này, không cần phải mang theo tiền, chỉ cần cầm theo điện thoại thôi, quét mã QR rất là nhanh nên là đi đâu cũng rất thuận tiện, nhanh gọn lắm. Những ảnh hưởng tích cực của công cuộc chuyển đổi số đang từng ngày lan tỏa, từ thành thị tới nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, giúp xóa nhòa khoảng cách địa lý, mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đang mở ra thêm nhiều cơ hội sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng quản lý điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Phải nói là trong thời gian qua thì cái nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh đã có những chuyển biến ban đầu về rất là tích cực. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ bản được phủ sóng băng rộng di động 4G của tỉnh Sơn La đạt 98,5%, tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh đạt 92,56%, tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt 46,8%. Sự thay đổi này chính là minh chứng rõ nét nhất cho những kết quả chuyển đổi số của địa phương. Cùng với chuyển đổi số, Sơn La đang biến thách thức trở thành những cơ hội mở ra không gian phát triển mới cho từng ngành, từng lĩnh vực. Để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân đón năm mới, huyện Phú Yên đã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng năm 2024, đặc biệt là vào tối ngày 30 tháng 12 đã diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ vui chơi ẩm thực đường phố tại tuyến phố ẩm thực đêm, tuyến đường Đặng Thùy Trâm tại tiểu khu 2, thị trấn Phú Yên. Đông đảo người dân trên địa bàn huyện Phú Yên đã có mặt tại tuyến phố ẩm thực đêm tại thị trấn Phú Yên để cùng chung vui đón năm mới 2024 và thưởng thức chương trình nghệ thuật đường phố. Với gần 20 tiết mục đặc sắc gồm nhảy dân vũ, aerobic, biểu diễn nhạc cụ cùng nhiều hoạt động nghệ thuật được các câu lạc bộ yoga, zumba, aerobic, các tiểu khu, đơn vị trường học trên địa bàn huyện Phú Yên tham gia biểu diễn. Với tiêu chí vui tươi, tiết kiệm và an toàn, các đội văn nghệ đã mang đến cho khán giả chương trình chào năm mới 2024 đa sắc màu nghệ thuật. Các tiết mục được dàn dựng công phu, biểu diễn đẹp với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Phú Yên trong năm qua gắn với hệ giá trị con người Phú Yên, đoàn kết, tự cường, kỷ cương, sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung tay của các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong năm qua, mọi mặt đời sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện và nâng cao. Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời tranh thủ nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các chương trình hoạt động hướng về vùng đồng bào khó khăn, học sinh nghèo được thực hiện đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống ở những vùng khó khăn. Tất cả đã tạo thêm động lực để chúng ta bước vào năm mới 2024 với nhiều kỳ vọng tốt đẹp hơn. Năm 2023 với bao khó khăn, nhưng các cấp các ngành và các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực vươn lên vượt khó, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đón năm mới 2024, đồng bào dân tộc ở các xã Ngọc Chiến của huyện Mường La, xã Sạp Vặt, huyện Yên Châu và xã Triềng Pha, huyện Thuận Châu vô cùng vui mừng phấn khởi khi xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các xã, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của người dân, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, trở thành các miền quê đáng sống. Hôm nay rất là vui vì mùa xuân được xã đạt chuẩn nông thôn mới lấy công bố. Và kỳ vọng nhất là đời sống của bà con nhân dân trong xã sẽ càng ngày càng ấm no hạnh phúc, và kỳ vọng nhất là đời sống bà con sẽ phát triển ngày càng hơn. Trong niềm vui đón năm mới 2024, gia đình anh Đinh Văn Luận ở bản Tường Trung, xã Triềng Trung, huyện Mai Sơn như được nhân đôi. Khi đúng vào dịp này, gia đình anh được Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ABIC Sơn La hỗ trợ xây dựng lại nhà ở. Ngôi nhà kiên cố được xây dựng từ sự chung tay của doanh nghiệp và bà con lối xóm, giúp cho gia đình anh đạt được mong ước bấy lâu về một mái ấm.
được nhà hảo tâm cũng như là các doanh nghiệp trong tỉnh cũng như là huyện xã cũng đồng tâm giúp cho gia đình được có cái ngôi nhà ấm cúng hơn, và Tết năm nay sẽ bớt đi cái phần nào khó khăn. Cũng trong dịp này, hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc vùng cao, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được nhận các phần quà ý nghĩa, hay các phiên chợ Tết nhân ái ở các xã vùng cao đã thắp lên những ngọn lửa sưởi ấm trong mùa đông giá lạnh, lan tỏa tình người, góp phần động viên giúp đỡ bà con vùng cao đón năm mới ấm áp, đủ đầy hơn. Tôi là một cái hộ gia đình hộ nghèo, để hôm nay được Hội Chữ Thập Đỏ đã tặng quà cho gia đình chúng tôi và rất cảm ơn. Nhiều con đường ở bản vùng cao cũng được thắp sáng thông qua chương trình thắp sáng đường quê, tri ân của ngành điện, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Khi Đảng và Nhà nước quan tâm mà có điện thắp sáng năng lượng mặt trời thì cảm thấy dân bản chúng tôi đi làm và học sinh đi học muộn về đi lại thuận tiện. Những công trình mới mọc lên, tình người tỏa sáng, một năm mới đang đến với bao niềm tin, kỳ vọng và dự cảm tốt lành. Vâng, thưa quý vị, dẫu vẫn còn nhiều những khó khăn, thử thách ở phía trước, nhưng với những bước đi đúng của cấp ủy chính quyền địa phương, cùng với sự hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp và hơn hết là sự không ngừng nỗ lực của chính những người dân, chúng ta tin tưởng bước sang năm mới 2024, Sơn La sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, đời sống của người dân sẽ dần thay đổi, diện mạo nông thôn của tỉnh sẽ có nhiều khởi sắc. Và chỉ còn ít giờ nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới 2024. Những người làm báo chúng tôi xin được gửi tới quý vị lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và có thật nhiều thành công hơn trong năm mới 2024. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La trong suốt một năm qua. Bước sang năm mới, chúng tôi những người làm phát thanh truyền hình sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để mang tới quý khán giả những hình ảnh chân thực nhất của cuộc sống cùng các chương trình hấp dẫn để đáp ứng sự kỳ vọng của khán thính giả. Chào đón năm mới 2024, xin được gửi lời chúc tới quý khán giả của STV một năm mới an khang, thịnh vượng. Chúng tôi, những phóng viên, biên tập viên cũng như kênh sóng của STV sẽ luôn đồng hành, luôn là nhịp cầu kết nối của khán giả trong một năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp. Những chương trình với chất lượng âm thanh hình ảnh tốt nhất cùng với nội dung phong phú, đặc sắc và hấp dẫn sẽ tiếp tục được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trong năm 2024. Chúc mừng năm mới! Nhân dịp năm mới 2024, Hà Nhung xin trân trọng gửi tới quý vị khán giả lời chúc mừng năm mới, bình an, hạnh phúc và thành công. Và cũng rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, theo dõi của quý vị khán giả trong các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chúc mừng năm mới! Tới đây, chương trình thời sự tối cuối cùng của năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin phép được khép lại. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được chúc quý vị và các bạn bước sang năm mới 2024 thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.